Bắt đầu. Chào tất cả các bạn. Hôm nay cu lì Trương Anh sẽ giới thiệu với các bạn gì nào? Một bộ sưu tập ô tô khổng lồ à? Vâng. Một rổ ô tô đúng không? Vâng. Nào, con giới thiệu đi xem nào. Xe đều kéo. Xe đều kéo à? Tiếp theo nào. Xe gì đây? Xe hổ là xe gì? Đâu xe nào? Xe nào? Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi à? Quay cái đầu nó về đây. Xe này là xe gì nào? Xe này là xe gì nhỉ? Đầu của nó là màu đỏ. À, xe này chắc là xe cứu hỏa đây. Đấy. Đấy, xe cứu hỏa. Màu gì đây? Màu đỏ. Rồi, xe gọn vào tiếp nào. Còn rất nhiều xe giới thiệu với các bạn. U lì có rất nhiều xe. Đâu? À, đâu quay về đây chứ. Quay về đây cho các bạn xem nào. À, con này robot biến hình à. Ồ, con này điều khiển bằng pin hay sao nhỉ? Đúng rồi. Đâu? Cho nó trở về cái xe xem nào. À, đây là thành cái xe Transformer đấy à? Hả? Robot biến hình à? Vâng. Tiếp theo nữa nào. Xe gì đây? Xe ben à? Đổ đi đổ lại. Đổ đi đổ lại à? Còn xe này đâu? Con giới thiệu tiếp đi chứ. Cú lì người ta rất là nghịch ngợm. Bố mẹ rất là chiều, mua rất nhiều xe. Tiếp theo nào? Xe rác. Xe gì? Xe chở rác chứ. Xe chở rác. Rồi, xếp gọn vào. Thế là mình có mấy cái xe rồi? 1, 2, 3, 4, 5 5 cái à? Còn một cái nữa là... Xe gì đấy? Xe xúc cẩu. À, xúc cẩu à? Phải quay cái cần cẩu nó lên phía trước này chứ. Đúng rồi. Là 4. Đâu mà, là 5, bây giờ là 6. Tiếp theo, ui, xe gì thế này? Một cái xe cẩu nữa à? Vâng. Màu gì đấy? Vàng. À đấy à? Lúc này màu xanh, màu đen, màu cam. Bây giờ là một cái xe màu... Màu gì? Màu vàng. Xe này to hơn cả xe này này. Tiếp theo? Xe gì? Đâu, ra đây bố hỗ trợ xem là xe gì nào? Xe chở bê tông thẳng. À, ừ đúng rồi, nó không còn cái bộ phận đảo bê tông nữa rồi. Xếp nó ra kia, đằng sau cái xe đầu kéo kia. Tiếp theo. Xe cẩu. Ui giời, cũng lại một cái xe cẩu, nó lại bị thương tật à? Vâng. Thế cái gầu của nó đi đâu mất rồi? Cái gầu á? Ừ. Mất rồi. Làm sao mà mất? Nào, tiếp vào đấy tiếp theo nào. Xếp hàng thứ hai. Đâu, xếp vào đâu? À, rồi. Một rổ ô tô khổng lồ nhỉ. Bắt chiếc Bá Tân Vlog à? Cái gì đấy? Xe tăng. Xe tăng này sao trông nó ngộ nghĩnh vậy? Lại mất cả xích rồi à? Xe tăng. Rồi, còn xe nào nữa? Xe lốc xoáy. À, xe lốc xoáy à? Xe địa hình lốc xoáy à? Vâng. Xe địa hình lốc xoáy á. Xe này nó chạy như thế nào nhỉ? Nó chạy được này. À, nó có thể xoay được cả bánh à, xoay tròn như vậy cơ. Đâu? À, rồi. Tiếp một theo nữa nào. Xe tăng nữa. Lại một chiếc xe tăng nữa. Xe tăng này trông có vẻ cũng mất nhiều bộ phận lắm nhờ. Xe tăng gì đây? Xe tăng robot. Xe tăng robot à? Hay thế nhỉ? À,
Đâu, thế nó thành con robot như thế nào? Đây là con này cũng thấy lạ thế, ở đâu về đấy? Đi Trung Quốc về. Này, nó còn quay được, nó súng nữa. Cái này cũng quay được, nó súng ở trên. Thế yeah. Cái này cũng quay được. Thế yeah. Bây giờ sẽ đâu? Thôi, để ở đây cũng được, để sang bên này. Chỉ để đằng sau, xếp một hàng đằng sau nữa. Tiếp theo. Sẽ ủ gì? À, cái xe ủ nhỉ? Nhấc lên, nhấc xuống. Có vẻ như cái xe này là không bị thương tật lắm nhỉ? Mới mua hay sao ấy, phải không? Vâng. Cùng loại này. À, thế à, cùng cái loại đấy à? Cùng cái loại này này. Đúng rồi, thế thì xếp nó vào đấy. Cùng loại đấy, cùng loại nào ấy? Loại này, cùng loại đấy. Ui dạ, ui dạ, bị thương ạ. Tiếp theo đi nào. Có để hàng thứ hai đi. Hàng thứ hai đây. Đúng, để hàng thứ hai phía sau chứ. Hàng thứ 1 à? Đây là hàng đầu. Tiếp nữa là còn rất nhiều kìa. Giới thiệu tiếp cho các bạn đi, nhanh lên. Có nhiều lắm ở trong phòng này. Không, đi lấy ở đây thôi. Mua lấy ra đây hết rồi. Hết rồi. Nhanh ra đây. Lì lại chạy đi tìm, không biết có tìm được cái ô tô nào nữa không. Nhanh nào. Hết rồi. Nào hết rồi, danh giới thiệu với các bạn nhanh. Đây, nó có bắn này. Cái này để kính có bắn. Đâu? Đây. À thế à? Ở đây là à, cái ví ô tô à? Vâng. Ừ. Ví ô tô. Thế à? Ví ô tô mà. Cái này lấy ở đâu về đây? Mua về đây. À, hay nhỉ. Con dế mà. Ui dồi, có con dế trong đấy nữa cả. Đợi đi bổ tí nha. Nhanh lên nhá. Được rồi, đóng cửa vào. Được rồi, lại xếp hàng nó vào đấy. Hóa ra là vẫn còn ô tô ví nữa. Được rồi. Nào, giới thiệu tiếp nào. Đấy, để đằng sau đấy. Đúng rồi. Tiếp theo nào. Ui, ô tô gì này? Không biết. Con này từ hồi còn chưa biết đi đấy à? Vâng. Tiếp theo nữa nào. Ui dạ. Lại một cái xe tăng nữa. Vâng. Đâu, con xếp hàng ngay sau đi, thế, được rồi. Tiếp theo nữa. Còn không? Ô tô. Ô tô. Ừ. Rồi. Tiếp nữa nào. Con tàu cong gì ấy. Ừ. Xe mà quay bánh được. Xe mà quay bánh được à? Màu gì đấy? Màu cam. Ừ, nào lại xếp gọn vào nào. Cái tưởng đấy. Xe robot. Xe máy. Ở đây. Đâu? Đây. À, rồi. Xe siêu nhẹ. Lượn. Siêu nhẹ nào. Và hai màu. Tiếp nữa. Xe biến siêu nhân. Xe gì? Xe siêu nhân. Đấy, xe biến hình nữa à? Thế là hai cái xe biến hình cơ à? Để lại con xe biến hình lại. Để lại. Rồi. Để lại để xe này để. Hết chưa? Còn mấy ô tô bé nữa. Đâu, mang hết ra đây xe nào? Rồi ạ. Ui giời, còn nhiều ô tô bé vậy sao? Thế là hết chưa? Cái này tạm sinh nhật này. À, cái đấy là xe gì? Xe cảnh sát à? Vâng. Ôi, vậy là bạn Lì có một bộ sưu tập xe ô tô khổng lồ, rất nhiều loại xe khác nhau. Các bạn nào xem video thấy thích thì like xe cho mình, ủng hộ mình nhé. Nào, Lì bảo các bạn like xe đăng ký nào. Like xe đăng ký. À.
Chào các bạn đây nào, hẹn các bạn video tiếp theo nào. Chào các bạn video tiếp theo. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn. Hẹn các bạn. Hẹn các bạn. Ở video tiếp theo. Ở video tiếp theo. Ở video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.